bắt anh chồng của trùm ma túy Oanh Hà. Đường dây ma túy do Oanh Hà điều hành, có sự tham gia, giúp sức đắc lực của Phạm Công Giảng, các đối tượng đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma túy. Ngày 22 tháng 6, tại hội nghị cung cấp thông tin báo chí nhân tháng hành động phòng, chống ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, C04, Bộ Công an thông tin về quá trình điều tra mở rộng chuyên án thẩm lậu từ nước ngoài về Việt Nam do Vũ Hoàng Oanh tức Oanh Hà, 65 tuổi, ở Hải Phòng, là chị gái của trùm giang hồ Dung Hà trong vụ án Nam Cam cầm đầu. Chuyên án được triệt phá hồi tháng 5 năm 2018, đã khởi tố, bắt giữ 37 đối tượng, thu giữ 131 kg ma túy các loại. Bước đầu làm rõ các đối tượng đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma túy. Theo Cục C04, đường dây ma túy do Oanh Hà điều hành, có sự tham gia, giúp sức đắc lực của Phạm Công Giảng, 65 tuổi, anh chồng Hoàng Oanh. Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định Giảng sang Campuchia cùng Oanh và đồng bọn, câu kết với một số đối tượng người Việt Nam và Campuchia để hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy về Việt Nam. Nhà chức trách cho biết, các đối tượng trong đường dây trên hầu hết đều mang lệnh truy nã. Nhóm nghi phạm này thường xuyên qua lại các sòng bài khu vực biên giới để lẩn trốn, tuyển dụng đàn em thân tín phục vụ cho hoạt động phạm tội. Chúng cũng làm giả giấy tờ để qua mắt lực lượng chức năng. Ngày 28 tháng 11 năm 2022, Cục C04 xác lập chuyên án bí số 958-G đấu tranh với Phạm Công Giảng. Nhiều tổ công tác được huy động đi Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Bình, Tây Ninh, Đắk Lắk để xác minh thông tin về anh chồng Oanh Hà. Bộ Công an cũng phối hợp với cơ quan đại diện của Bộ tại nước ngoài để truy bắt Phạm Công Giảng. Ngày 27 tháng 12 năm 2022, Cục C04 bắt giữ Giảng khi hắn ta đang lẫn trốn tại biên giới cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.